ăn thanh long có rồi đây. Ê, chắc lẽ ngày nào má không làm bể cái này đổ cái kia má ăn cơm ngon phải không? Con ơi, tại vì cái tay của má độ dài sâu, nó hay rùng, má bưng cái gì nó cũng không có chắc hết á. Ôi, sao lại bớ vô cái tô của con Kiki vậy? À, nội bớ vô đây để nội ăn con. Nhưng mà đây là cái tô của con Kiki mà. À, nội ăn bằng cái này đặng cho nó đừng nó rớt nó không có bị bể. Sao em để cho má ăn bằng cái tô của con chó vậy? Ủa, cái này không phải em à. Nè, cái này mới là cái em mua cho má. Cái tô nhựa. Anh không biết gì hết, suốt ngày cứ nghĩ quan cho em không. Ăn đi con. Xin. Con Kiki á, dù sao nó cũng chết rồi. Thôi, đem cái thau đi bỏ nha. Thôi, con lại làm cái nệm. Ừ, vậy cũng được. Dạ. Ăn thanh long có rồi đây. Ê, Má xin lỗi. Trời ơi má, chắc lẽ ngày nào má không làm bể cái này đổ cái kia má ăn cơm ngon phải không? Con ơi, tại vì cái tay của má độ dài sâu, nó hay rùng, má bưng cái gì nó cũng không có chắc hết á. Lần nào đổ bể má cũng có lý do hết á. Mà sao má không ăn ở dưới đi, bưng lên đây làm gì? Má tính bưng lên cho con với thằng cô xin ăn nữa. Thôi, con xin lần sau có ăn á thì má ăn ở dưới giùm con. Chuyện hết à, bực mình ghê vậy đó. Bà nội ơi, con biết tay của bà nội rung rồi, nhưng mà bà nội nói mẹ con không có tin. Ai mở máy nước nóng mà không tắt vậy? Bà nội nữa hả? Bà nội mở mà bà nội quên con ơi. Sao? Bà nội, con nói nè, mẹ con á khó lắm, tắm nước nóng á mà không có tắt á là mẹ con la á. Nè, ai mở máy nước nóng vậy? Con là mẹ. Ờ, nếu con á thì thôi, mà nè, lần sau có mở á thì phải nhớ tắt, chứ lỡ mà nó chập điện á nguy hiểm lắm biết không? Dạ. Cái gì mà vừa mới về nhà nghe cằn nhằn cử nhử vậy em? Ừ thì có gì đâu. Không có gì mà dĩa trái cây nằm dưới đất. Thì anh hỏi má đi. Cái gì giống cọng tóc trong chén nước mắm vậy ta? Má! Trời, cái gì vậy? Con... Má thấy cọng tóc ở trong chén nước mắm. Trời ơi, cái cọng tóc này là của má chứ của ai? Má xin lỗi, để má dọn. Xin lỗi cái gì nữa? Vương đã hết bàn ăn rồi, tới giờ ăn rồi. Chẳng lẽ bây giờ cả nhà phải nhịn đói hả trời? Con, để má dọn con. Thiệt tình luôn á. Ủa gì vậy?
Ủa, cái gì mà anh nghe la sùm vậy em? Cái này phải lỗi tại tôi à. Anh coi má kìa, tự nhiên gần tới giờ ăn rồi cầm chén nước mắm lên thọt thọt sao bể đổ ra tùm lum vương vãi vậy, sao còn ăn uống gì nữa? Không sao đâu má, má cứ để đó đi, lát vợ con, lát về chồng con lụm dọn cho. Má đi thay đồ đi. Con, má xin lỗi nha. Không sao đâu. Ủa cái khăn thấy quen quá ta, hình như khăn lau mặt của con phải không má? Chết rồi, má gấp quá. Má xin lỗi. Không sao, má cứ lấy lau đi, cái này khăn cũ mà. Có gì con nói vợ con mua khăn mới cho con lau mặt. Má cảm ơn. Má đi thay đồ đi má, không sao đâu. Má lên thay đồ nghe con. Dạ, đi đi má. Xe ra coi. Úi chà, trời ơi, bà làm cái gì vậy? Tôi thấy tình hình này á, hay là cứ đưa má về quê đi. Chứ má ở đây á, không xảy ra chuyện này cũng xảy ra chuyện khác à. Tôi không biết bà suy nghĩ như sao luôn á. Má lớn tuổi rồi, bây giờ má về quê một thân một mình, rủi đêm hôm trái gió trở trời, sao má lo được? Người lớn tuổi thường vậy đó. Tôi là tôi nói rồi đó, ông mà không nghe lời tôi hả, mai chiều xảy ra chuyện gì á đừng có hối hận à. Thiệt, bà muốn nói gì á tối hai chồng vô phòng nói, hay là bà nói nhỏ nhỏ thôi, cái miệng bà lúc nào cũng quan quát, má nghe được má buồn sao? Má buồn, suốt ngày cứ biết nói câu má buồn, bộ sợ tôi buồn hả? Trời ơi, tôi cũng con người thôi, phải mình đồng da sắc gì đâu, bộ biết buồn biết giận sao? Cũng may là tôi ngang, chứ nếu tôi không ngang hả, chứ ông mang cả cái dòng họ của ông về ông nuôi luôn quá. Cái này đâu có phải quần áo đâu, nội đem theo cái giỏ này để nội mua bánh mua đồ chơi cho con nội đựng vô đó. Chị nội cho đi với. Không được, nghe lời nội đi về đi, đường xa lắm, với lại trời nắng nữa, con bệnh đó, đi về đi con. Thôi con không đi theo nội, con muốn cười nội nửa bước đâu. Bé xin nghe lời nội đi. Bé xin ngoan nghe lời nội đi về đi con. Chúc nội về. Nội Sếp. Trời ơi, con đi đâu vậy hả? Dạ con đi mua bánh với nội. Trời ơi má, má đi đâu má điên mình được rồi. Trưa nắng vậy má kéo nhỏ ra đường làm gì? Trời ơi, cái đầu thằng nhỏ nóng bừng bừng vậy nè, lỡ nó bệnh rồi sao? Nội đâu có dắt con đi đâu, con tự đi theo nội. Con thì biết cái gì. Má, má làm gì vậy? Cái gì mà túi xách? Má định đi đâu á thì má cũng phải nói rõ ràng với chồng con, chứ lỡ chồng con hiểu lầm, nói con đuổi má đi, vợ chồng con hụt hặc, bộ má muốn vậy lắm hả? Má đâu có muốn. Con à, tự vì má ở trên đây má thấy má làm phiền hai vợ chồng con quá, nên má muốn đi về quê thôi. Bây giờ má có muốn về quê á thì cũng không có được đâu, cũng phải về nói với chồng con một cách rõ ràng, chứ nếu không anh hiểu lầm là con đuổi má ra khỏi nhà rồi ảnh la con rồi sao? Không, má không có muốn như vậy đâu con. Vậy thì bây giờ má về với con rồi nói rõ ràng với ảnh đi, để coi ý ảnh sao. Nè, đi về, trưa nắng rồi bệnh chết, đi về má lấy nước cho uống nha. Đi mệt lắm đúng không? Thank you.
Má đừng đi đâu hết nha má. Con à, nhưng mà má... Má... Em à, anh không muốn má về quê. Má cứ ở đây với con, ở lại với con cháu, không đi đâu hết. Con à, con muốn như vậy. Bây giờ anh đi giao hàng, em ở nhà làm sao thì làm, êm đẹp thì thôi. Có chuyện gì mà xảy ra đừng có trách anh nghe. Con đi nha má, má cứ ở đây. Má vừa lòng má chưa? Không, má không muốn. Kỳ vậy? À, nội bới vô đây để nội ăn con. Nhưng mà đây là cái tô của con Kỳ mà. À, nội ăn bằng cái này đặng cho nó đừng nó rớt, nó không có bị bể. Nhưng mà cái này là cái tô của con Kỳ mà dơ lắm. À, nhưng mà nội rửa sạch rồi con. Má, má có rửa sạch cỡ nào đi chăng nữa thì nó cũng là cái tô của con chó mà má. À, tự gì má nghĩ má ăn bằng cái này cho nó đừng có rớt bể, chứ đôn rài tay chân má lọng cọng nó ưa làm bể đồ lắm con. Em ơi, em ơi. Dạ. Dạ. Sao em để cho má ăn bằng cái tô của con chó vậy? Ủa, cái này không phải em à. Nè, cái này mới là cái em mua cho má, cái tô nhựa. Anh không biết gì hết, suốt ngày cứ nghĩ quan cho em không. À, con à, là con la quan cho vợ con rồi đó. Cái đây là tự má lấy cái này má ăn chứ không phải là vợ con nói. Má, ăn bằng cái đó sao được hả má? Sao không được? Má nói được là được, đúng không má? Im đi. Thôi, tụi con đừng có cãi nhau nữa. Thôi, vô ăn cơm hết đi con. Thôi má ăn đi, tự nhiên no ngang rồi. Kìa con à. Má đây con. Mai mốt không ăn bằng cái này nữa. À, con. Rồi buồn hả nội? Thôi giờ chọn cái nào ta? Cái này hay cái này? À thôi chọn cái này đi. Ủa, Xin, nhà mình lâu rồi đâu có còn nuôi chó nữa. Con cất cái đó làm cái gì vậy? Dạ, con để dành cho mẹ. Cái này là bền nhất. Chứ cái tô nhựa bỏ đồ nấm vô nó thì bị chảy ra. Con nói gì mẹ không hiểu gì hết vậy? Giống như mẹ cho bà nội ăn cái tô nhựa vậy á, đựng đồ nấm nó sẽ bị chảy ra. Cho nên con mới lấy cái thô của con Kiki nhà mình để khi chừng nào mẹ già con cho mẹ ăn. Má, bà nội vô ngồi đi. Con cũng ngồi đây xuống. Em thấy chưa, tất cả những gì người lớn làm hay nói, con nít nó đều bắt chước hết. Má lên đây ở với vợ chồng mình á, đó là phần phước của vợ chồng mình. Biết bao nhiêu người người ta không còn cha còn mẹ, vậy mà mình có thì lại mặt nặng mày nhẹ. Tại má ăn, má cứ làm đổ bể hoài, cho nên em mới... Bể thì mua cái khác. Tất cả mọi thứ đều có thể thay thế được, riêng má thì không.
cái đạo lý đơn giản như vậy mà em không không biết hay sao? Biết bao nhiêu người có cha có mẹ không có biết lo, đến khi chết rồi đó em, làm ăn cơm lớn lắm, hoành tráng lắm, mời tất cả mọi người lại, nói hồi xưa má tôi thích cái này, hồi xưa má tôi thích cái kia, để làm cái gì? Trong khi má còn sống thì hắt hủi. Má, con biết con sai rồi, má tha lỗi cho con nha má. Con ngồi xuống đây. Má không sao, tốt rồi. Má cầm đũa ăn cơm má. Ừ, được rồi con. Đây, món cuối cùng nè. Canh hấp dẫn ta. Con, cô xin muốn ăn cái gì? Dạ, con muốn ăn cái này. Con gắp cho em miếng con. Dạ, con gắp cho con của con nha má. Ừ. Ủa, hôm nay không lấy chén nhựa cho má ăn hả? Cái anh này, bắt đầu từ hôm nay má ăn chén giống mình. Ủa, rồi rủi rớt bể thì sao? Thì mua chén khác chứ sao. Chồng con chọc con đó. Chứ má là bà nội của cousin. Nếu mà anh nói má ăn chén nhựa đúng không? Vậy bắt đầu từ ngày mai cả nhà mình ăn chén nhựa cùng với má luôn được không? Thôi, không chịu đâu nha. Má, vợ con dễ thương nha. Vợ con dễ thương. Không hay cả nhà mình cùng ly cái nha. Cùng ly nè. 1, 2, 3. Vô. Má xin lỗi. Má cứ ngồi đó đi, để con lấy đồ con lao cho má. Anh này, để em, con đi lấy cho má. Con, được rồi, má chỉ sặc có một chút mà, không sao con, ăn cơm đi, ăn cơm đi con. Đúng rồi, cái không khí đang vui này nó quan trọng lắm, có gì lát mình tắm rửa sao? Dạ má, con mời má. Rồi, để má con. Con ăn cơm đi. Dạ. Ăn miếng thịt cho con. Dạ. Má. Má ăn đi má. Dạ. Dạ, đồ ăn này em nấu ngon lắm nha. Đón xem tập tiếp theo Xóm Đụng Chuyện phát sóng vào lúc 12:30 Chủ nhật ngày 31 tháng 1 năm 2021 trên kênh HTV7. Nội đi đâu vậy? Nội đi mua bánh cho con. Nội đừng có sợ, sao nội đi mua bánh? Nội đừng có dụ con. Dụ nha. Là nội làm bộ rồi nói nhìn mặt con nội. Ừ.